bước này thì mình hướng dẫn chúng ta tạo nội dung khóa học. Thì khi mà các bạn đã cài cái Theme Academy thì các bạn sẽ thấy một course là khóa học ha, rồi một lesson là bài học đó. Chúng ta sử dụng hai cái này để đăng. Bây giờ chúng ta sẽ thêm một khóa học mới ha. Các bạn vào record và chúng ta nhấn vào add new. Course add new ha. Ở đây thì mình đã tạo cho một khóa học, đó là khóa học piano căn bản ha. Piano căn bản ha. Đây là tên khóa học, chúng ta nhập tên khóa học đây. Và phần dưới, đây là phần nội dung, là phần giới thiệu về khóa học. Thì phần giới thiệu ở trong này mình cũng đã được gửi ha, nội dung. Mình dán phần giới thiệu vào. Thì khi mà học viên bấm vào khóa học này, họ sẽ đọc phần giới thiệu. Rồi ở dưới phần giới thiệu này sẽ có một cái nút để tham gia khóa học. Và do đó cái phần giới thiệu các bạn viết cho nó chỉnh chu ha. Làm sao mà người ta đọc vào người ta muốn học kìa. Còn các bạn viết nó đơn giản và nó thô sơ thì rất khó để người ta đăng ký vào. Cho dù khóa học phía sau của bạn rất là hay, rất là đầu tư, rất là tốn nhiều thời gian để các bạn làm, rất là nhiều kiến thức bổ ích, nhưng mà cái phần giới thiệu, cái phần marketing ở đây các bạn làm không tốt thì cũng rất ít người xem khóa học của bạn. Và mình cũng vậy thôi. Những cái khóa nào mình để ít nội dung đơn giản, mình không có đầu tư thời gian để mình viết cái bài giới thiệu quảng cáo thì sẽ có ít người tham gia. Rồi mình tiếp tục các bạn ha. Các bạn điền cái nghĩa là mô tả thật kỹ càng vào đây ha. Rồi status nó có hai ba cái ha. Premium là cái khóa học gọi là pro ha, khóa học có phí. Private là khóa học này nó sẽ không có xuất bản ha, nghĩa là ngoài kia họ không thấy khóa này, nghĩa là khóa học nội bộ và nó không public ra ngoài. Free là khóa học miễn phí ha. Thì tùy vào nhu cầu của bạn, các bạn có thể tạo khóa học có phí hoặc là các bạn có thể tạo khóa học miễn phí để người ta tới học rồi các bạn giới thiệu khóa học có phí chẳng hạn như vậy. Thì chúng ta có thể chọn tùy theo cái nhu cầu của mình. Ở đây mình chọn premium luôn ha, khóa này đầu tư mà. Status ok. Rồi products product. Thì để mà bán được khóa học này thì các bạn phải tạo một cái product, một cái sản phẩm về khóa học. Thì khi tạo sản phẩm đó xong thì các bạn có thể là link vào đây ha, nghĩa là lúc mà người ta mua sản phẩm đó, nghĩa là mua khóa học này. Thì bây giờ mình chưa có thì mình cập nhật sau vậy. Rating là mỗi khóa học nó sẽ có đề đánh giá, thì đây mình tự đánh giá trước luôn ha, ví dụ như 4.5 chẳng hạn hay là 4 sao chẳng hạn ha. Cái này là sức chứa, các bạn khỏi cần điền ha, cái này mình không giới hạn. Rồi ok. Student là học viên. Ở đây thì chỉ có mới cái user của mình nè. Sau này thì các bạn có thể add cái học viên vào đây ha. Rồi background là cái hình nền ha. Hình nền như thế này nè. Các bạn thấy ở dưới này nó có cái hình nền. Thì ứng với mỗi khóa học vậy, các bạn sẽ chọn riêng cho mình mỗi cái hình nền. Thì nó sẽ tạo được những cái thú vị cho khóa học của mình. Certificate. Certificate thì đó là cái chứng chỉ khóa học. Thì sau khi mà người ta hoàn thành xong thì mình sẽ xuất hiện cái chứng chỉ lên, chẳng hạn như là một cái hình, một cái biểu tượng, cái chứng chỉ ha. Có thể là một cái bằng là mình tự động mình đi điền tên của họ vào cũng được, hoặc là nó một cái hình. Thì cái chứng chỉ này thì cái team này còn làm khá là thô sơ và mình nghĩ cũng không thật cần thiết lắm cho cái website của mình ha. Sidebar nghĩa là bên phía bên cái nội dung khóa học ở phía bên phải nó sẽ có cái thông tin gì thì chúng ta có thể điền vào cái cột sidebar này ha. Như vậy là thông tin cơ bản của một khóa học gồm tên khóa học, mô tả khóa học, lựa chọn cho cái tình trạng khóa học ha, premium rồi đánh giá khóa học. Và một cái quan trọng nữa đó là hình ảnh. Chúng ta set featured image ha. Các bạn bấm vào Set Featured Image. Đây là cái hình đại diện cho khóa học. Bạn bấm chọn một cái hình mình muốn và mình nhấn Set Featured. Đương nhiên cái hình đại diện này các bạn cũng phải đầu tư ha. Đầu tư rất là nhiều thì mới có người học. Marketing rất là quan trọng. Ngoài ra thì
trong cái khóa học thì cũng có những cái chuyên mục đây này, category ha. Đương nhiên là nếu mình có một vài khóa học thì cũng không cần tạo chuyên mục làm gì. Sau này mình có nhiều thì mình mới nên tạo chuyên mục. Mình tạo sau cũng được ha. Rồi, chúng ta nhấn publish. Thì như mình đã nói với các bạn thì khóa học của chúng ta nó cần, nếu mà muốn bán được online thì nó sẽ cần kết nối tới sản phẩm. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi tạo một cái sản phẩm ha, để mình bán khóa học này. Trong sản phẩm này mình có thể quy định giá bao nhiêu ha, rồi mua bán ra sao nó trong này. Các bạn vào một product, sau đó mình chọn vào add product ha. Đây là sản phẩm. Đúng với mỗi khóa thì mình nên tạo một sản phẩm cho nó ha. Ví dụ như là khóa học piano cơ bản ha. Piano cơ bản. Các bạn có thể mô tả cái khóa học mình đây ha. Đây mình ghi lại. Đây thật. Rồi, cái quan trọng của cái sản phẩm này là giá ha. Các bạn nhập giá vào regular price là giá bình thường của nó, ví dụ như là 300.000 chẳng hạn. Các bạn nên để giá khóa học nó đừng có thấp quá ha, mà cũng đừng cao quá. Thấp quá thì mình sẽ không có nhiều động lực để mình làm. Và đương nhiên thấp thì không có nhiều động lực, nó sẽ làm cho cái sản phẩm của mình nó kém chất lượng đi. Còn cao quá thì nó vượt đi cái khả năng ngoài chi trả của học viên thì cũng không được. Thì tùy vào cái sản phẩm, tùy vào cái khách hàng của bạn là ai thì chúng ta nên để mức giá cho nó phù hợp. Khoảng 250-300.000 mình nghĩ là một cái mức giá khá là ok. Sale price là giá giảm ha. Giảm cái đây các bạn có thể ví dụ như 300.000 các bạn muốn cho nó hiện ra giảm thì 250 chẳng hạn, như vậy là giá giảm. Rồi phần mô tả thì nó có hai phần ha, mô tả dài và mô tả ngắn. Thì những cái thông tin này nó cũng không quan trọng lắm ở đây, bởi vì người ta xem cái thông tin của khóa học rồi, người ta bấm vào mua thì lúc đó nó cũng không hiện ra thông tin này đâu các bạn ạ. Tuy nhiên thì mình cứ điền đầy đủ ha. Ngoài ra thì nó có nhiều một thông tin về sản phẩm mà các bạn cũng không cần thêm vào ha. Chỉ cần thông tin và giá là được rồi. Rồi mình sẽ thêm vào hình ảnh sản phẩm, Set Product Image. Chọn hình, nhấn Set Product Image. Sản phẩm thì gồm một cái hình chính là hình đại diện, và ngoài ra thì có những hình liên quan, Product Gallery ha. Thì trong khóa học thì nó chỉ có một cái hình thôi à. Các bạn có thể thêm vào, tuy nhiên là nó cũng không hiện ra. Rồi, Publish. Như vậy là mình vừa tạo một cái sản phẩm khóa học trị giá là 300.000 mà giảm còn 250.000, đúng không ạ? Bây giờ mình trở lại cái course của mình, trở lại cái khóa học của mình. Bấm vào đây ha. Mình bấm vào Edit. Mình chỉnh sửa lại cái cột này. Cái cột này phải gắn với cái sản phẩm thì người ta mới mua được. Thì lúc này cái product của mình nó hiện ra đây. Mình sẽ chọn là piano cơ bản ha. Là sản phẩm, cái product mình vừa mới tạo như này ha. Đó, mình gắn kết hai cái lại nhau. Thì lúc mà người ta vào xem khóa học, người ta có thể bấm mua ngay. Update. Ok. Rồi, như vậy là chúng ta vừa tạo xong một sản phẩm mà có thể bán được. À, một khóa học. Tuy nhiên là cái khóa học này nó chưa có những cái unique, chưa có bài học ha. Chúng ta có thể xem sản phẩm này bằng cách view box ở đây, hoặc là view course ở đây ha. Đó. Hiện ra cũng khá là hấp dẫn rồi đúng không các bạn? Bên trái nè, hiện hình sản phẩm nè, số người học nè, đánh giá 4 sao, tự mình đánh ha, mình có thể quất 5 sao luôn cho nó hoành tráng. Ok, ở đây nó có thông tin về sản phẩm ha, mình nói các bạn nên viết rất là kỹ cho cái nội dung ở đây. Rồi đây nó có text record, nghĩa là đăng ký tham gia ha, bấm vào thì nó sẽ qua cái trang thanh toán. Trang thanh toán này rất là đơn giản, điền tên, tuổi, rồi chọn phương thức thanh toán. Ở đây mình có nhiều phương thức ha, sau này có thể là có thêm thanh toán thẻ cào nữa. Thì rất là tiện lợi, nên người ta mua xong là tự động đơn hàng thành công luôn, người ta vào học luôn. Nghĩa là mình không có một thao tác gì, và đây nó sẽ trở thành một cái hệ thống gọi là tự động 100%, kiếm thu nhập tự động cho các bạn. Rồi, ở bước này thì mình đã hướng dẫn cho chúng ta tạo cái khóa học
nghe tạo cái mô tả về khóa học thôi, còn chi tiết về khóa học những cái bài học thì chúng ta chưa tạo. Thì cái bài video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn chúng ta sẽ tạo những cái bài học đó, làm sao để mà đưa những bài học đó lên vào khóa học, làm sao để đưa video clip vào khóa học. Chúng ta sẽ cùng nhau ở cái video tiếp theo các bạn nhé.